Những ngày qua, dịch bệnh do COVID-19 gây ra đã từng bước được ngành chức năng thành phố kiểm soát có hiệu quả. Mới đây, khu di tích Bạch Đằng Giang ở thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên đã mở cửa trở lại để đón nhân dân và du khách tham quan. Các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh theo đúng quy định được Ban Quản lý khu di tích thực hiện nghiêm ngặt để nhân dân du xuân vãn cảnh, vui tươi, phấn khởi, an toàn. Ngay từ cổng vào và dọc lối đi trong khu di tích Bạch Đằng Giang, những ngày này được bố trí thêm những điểm sát khuẩn tay miễn phí. Trong ngày mở cửa trở lại, hàng nghìn khẩu trang miễn phí đã được phát đến tận tay khách tham quan. Đội ngũ tình nguyện viên này luôn thường trực để hướng dẫn người dân và du khách những quy định cần thiết trong phòng ngừa dịch bệnh. Lúc ở nhà thì em đã chuẩn bị khẩu trang cho mình rồi, nhưng mà đến đây thì ngay từ cửa vào em thấy mọi người được khử khuẩn bằng nước rửa tay khô thì em thấy yên tâm hơn. Đến đây nơi mà tập trung đông người nhưng mà lại được diệt khuẩn cũng là yên tâm hơn rất là nhiều. Vốn được ghi nhận là khu di tích không có rác thải, việc vệ sinh khu vực luôn được thực hiện thường xuyên và liên tục. Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 như hiện nay thì công tác này ngày càng được Ban Quản lý khu di tích Bạch Đằng Giang chú trọng hơn. Thực hiện nghiêm chỉnh cái chỉ thị của thành phố cũng như của Bộ Văn hóa và của Chính phủ, chúng tôi đóng cửa đền. Đồng thời trong cái lúc chúng tôi đóng cửa đền không phục vụ nhân dân ấy, thì là chúng tôi thực hiện cái việc là khử trùng toàn bộ khu vực trong khu di tích này. Thế trong cái thời kỳ này thì đã bổ sung cho chúng tôi một số lực lượng anh chị em thanh niên xung kích đến đây cùng tăng cường với nhà đền để nhắc nhở tất cả quý khách đến đây là đều phải là thực hiện theo cái quy trình là rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang để khi mà vào khu di tích này. Có thể thấy việc Ban Quản lý chủ động các phương pháp phòng chống dịch bệnh đã đem lại sự yên tâm, tạo thiện cảm cho du khách. Chúng tôi lựa chọn sang đây là bởi vì là ở bên này có cái nhiều cái thắng cảnh đẹp. Nên là chị em chúng tôi là mặc quần áo đẹp sang đây trước tiên là gọi là du xuân muộn, rồi để đi ngắm cảnh, rồi đi lễ. Tôi từ thành phố Hải Dương đến đây là tôi là lần đầu tiên tôi đến đây là thì tôi thấy phong cảnh là còn đẹp hơn cả những người ta kể, rất hùng vĩ. Tôi thấy linh thiêng và sạch sẽ, nhất là cái dịch vụ quá văn minh. Đầu năm, thành kính dâng lên các bậc tiền nhân một nén tâm nhang đủ để thấy lòng thanh tịnh. Những dòng người đến với khu di tích Bạch Đằng Giang ngày đầu năm tiếp tục cho thấy tình cảm yêu mến và ngưỡng vọng của nhân dân dành cho khu di tích đặc biệt này.